mua ngay AMC. Không, mình không mua AMC trong tuần tới. Và ba cổ phiếu mình giới thiệu mọi người sau đây sẽ là ba cái cổ phiếu mà mình sẽ quan sát trong cái tuần tới để mình chuẩn bị mua và thêm một cái danh mục của mình trong tương lai. Và mình tin chắc rằng ba cổ phiếu này sẽ mang tính tương lai trên thế giới, và cũng là một trong ba cổ phiếu này đang có sức hồi phục cực kỳ tốt trên thị trường, và mình tin chắc rằng nó sẽ đưa lại cho mình lợi nhuận cực kỳ tốt. Tuy nhiên, khi mà đưa tới những cái video liên quan tới tư vấn cổ phiếu hay những cái cổ phiếu mình chọn, các bạn chỉ nên xem và mang tính tham khảo. Tuy nhiên, các bạn phải tự làm bài tập riêng của mình và tự đưa ra những quyết định đầu tư cho mình một cách sáng suốt nhất, và không nên copy 100% những gì mình đưa lên trên đây. Tất cả những cổ phiếu mình đưa ở đây chỉ mang tính giải trí mà thôi. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với cái video tiếp theo của Tony. Trong cái video này và có thể là trong tương lai thì mình đang muốn chuẩn bị một số cái video liên quan tới quan điểm cá nhân của mình khi mua và bán và những cổ phiếu hay những công ty cụ thể trên sàn giao dịch chứng khoán. Mình hy vọng là những video này các bạn sẽ thích, và nếu các bạn thấy hay thì nhớ bạn đã bấm đăng ký và bình luận ở phía dưới để cho mình biết nha. Tuy nhiên, những cái video mà liên quan đến việc mình mua và bán thì các bạn phải cân nhắc cực kỳ kỹ, và nếu bạn nào đồng ý với quan điểm của mình thì có thể bình luận phía dưới cho mình biết, cũng như nếu không bình luận thì có thể đưa cho mình một cái quan điểm để mình có thể hiểu được cái suy nghĩ các bạn là gì. Hy vọng là những cái video kiểu này trong tương lai sẽ hữu ích cho các bạn nào mới đầu tư vào thị trường chứng khoán, cũng như cho mọi người một cái góc nhìn riêng của mình khi mà mình đầu tư vào những cái danh mục mà mình chuẩn bị giữ cổ phiếu. Ok, thì không để các bạn đợi lâu nữa, bây giờ hãy đi vào cái cổ phiếu thứ nhất nha. Rồi, thì cái cổ phiếu thứ nhất mà mình muốn giới thiệu cho mọi người và như mọi người nhìn thấy trên màn hình, đó chính là cổ phiếu của công ty Roku. Thì lý do vì sao mình mua công ty này thì thứ nhất đó là gì ạ? Ví dụ như hôm 25 tháng 5 của năm 2021 của tuần vừa rồi, thì Amazon đã xác nhận là đã đạt được thỏa thuận mua bán xưởng phim huyền thoại MGM nhằm thúc đẩy nền tảng cạnh tranh trực tuyến với Netflix và cũng như các hãng tương tự. Thì mình thấy là thương vụ này khi báo đưa tin đó là có trị giá 6,5 tỷ đồng so với các 6,5 tỷ đô liền, nếu bao gồm các khoản nợ của MGM thì tổng giá trị thương vụ đó thì có thể đến 8,45 tỷ đồng. Thì đây là thương vụ thâu tóm lớn thứ hai của Amazon kể từ lần mà Amazon mua Whole Foods ở năm 2017 với trị giá 13,7 tỷ đô. Xem tới đây các bạn sẽ hiểu là tại sao mình nói mua Roku và các mình đề cập tới Amazon ở đây. Các bạn từ từ nha. Lý do mình sao mình nói như vậy vì Amazon là ông lớn trong ngành video trực tuyến cạnh tranh trực tiếp với Netflix. Thì hành động vừa rồi của Amazon không chỉ giúp Amazon mua lại 4.000 bộ phim của MGM, bao gồm bộ phim rất hot đó là James Bond. Điều này đã tạo đòn bẩy cực kỳ lớn cho các ông lớn khác trong ngành giải trí. Và không chỉ tạo đòn bẩy cũng như là tạo một động thái cực kỳ mạnh gây sức hút tới Apple hay Netflix, mà điều này cũng tạo cho Roku một đòn bẩy cực kỳ mạnh để có thể tấn sân một cách cực kỳ sâu hơn vào nền tảng phim trực tuyến và mở rộng cái thị trường market của phim trực tuyến lên. Thế thì đó là cái lý do thứ nhất mà mình nói với mọi người mình sẽ mua cái công ty này. Còn với cái lý do thứ hai mà mình có thể nói với mọi người đó là doanh thu của công ty đang đạt mức phát triển cực kỳ tốt và ổn định. Thì như các bạn thấy ở trong cái phần mà mình mở trên Capital IQ đây chính là doanh số của công ty. Thì như các bạn thấy, doanh thu của công ty đã tăng trưởng một cách thần kỳ từ năm 2017 đến năm 2021. Do vậy, trung bình mỗi năm mà công ty này có thể tăng trưởng là từ 40-50% như các bạn nhìn thấy ở đây, và tăng trưởng cực kỳ mạnh năm 2021 đó là 63,5%. Đó, các bạn có thể thấy trên CanSlim mà hồi trước mình có giới thiệu cho mọi người, với ai chưa xem thì có thể check ở phần miêu tả link phía dưới. Thì CanSlim thì mình để ý những công ty phát triển từ 20-25%, nhưng Roku là công ty công nghệ và cái tiềm năng phát triển nó cực kỳ lớn, và đặc biệt sau cái đợt dịch này thì hầu như tất cả liên quan đến online, thị trường online càng để lên một cách nhanh chóng hơn. Thì đó là doanh thu công ty. Thì các bạn cũng thể nhìn thấy thêm ở đây đó chính là cái phần báo cáo tài chính của công ty và dự đoán. Thì dự báo công ty sẽ có thể tiếp tục tăng trưởng cực kỳ mạnh trong tương lai, đặc biệt là thông qua cái vụ sáp nhập vào Amazon và đã tăng cái thị trường phim trực tuyến trở lên một cách mạnh mẽ và rộng lớn hơn, và tạo thêm nhiều sân chơi hơn để Roku có thể tham gia vào cùng với các ông lớn ở đây. Quan trọng hơn nữa đó là từ các thống kê trên bản báo cáo tài chính của Roku thì doanh thu từ nền tảng phim trực tuyến chiếm 81% trong nền tảng đã tăng 81% năm 2021, trong khi đó thì phim trực tuyến chiếm 73% và các dịch vụ xung quanh là các phần add-on giá trị còn lại của công ty. Theo như thống kê gần đây nhất thì doanh nghiệp cho thấy là doanh thu trung bình mỗi người dùng đều tăng 24% so với cùng kỳ của năm ngoái.
và điều này cực kỳ thúc đẩy bởi sự tương tác giữa người dùng mạnh mẽ và trở nên ngày càng tăng do thị trường phim trực tuyến ngày càng phát triển. Thì số giờ phát trực tuyến đã tăng 55% lên thành 17 tỷ người, thì vượt xa tốc độ tăng trưởng của người dùng. Điều này cho thấy rằng người xem hiện tại đang dành rất nhiều thời gian cho cái việc là xem video trên nền tảng của Roku, bên cạnh đó là nền tảng của Apple cũng như Amazon hay của Netflix. Và hiện tại trung bình khoảng 3,6 giờ cho mỗi tài khoản của Roku sử dụng hàng ngày để xem video. Thì như các bạn thấy, 3,6 giờ một ngày cho một tài khoản thì nó không phải ít một tí nào nếu tính được tỷ lệ trung bình, chưa kể có những người dành thời gian cả ngày nhà xem phim. Và cạnh tranh về giá, cạnh tranh về market share, market segment, thì mình nghĩ về cái fundamental này, Roku là một công ty phát triển cực kỳ tốt trong tương lai. Ok, thì tiếp đó thì mình có thể show cho mọi người cái biểu đồ báo cáo, cái biểu đồ tài chính ở đây và cũng như cái mục tiêu mình nghĩ là công ty phải đạt được trong 12 tháng là gì. Ok, thì như các bạn nhìn thấy ở trong cái màn hình ở đây thì đây chính là công ty Roku. Hiện tại thì công ty đang giao dịch ở giá 327 đô trong hôm thứ Sáu rồi. Thì tới quan điểm cá nhân của mình thì mình nghĩ là trong vòng 12 tháng được chia nhiều hơn là trong vòng từ giờ cho tới tháng từ giờ trong 12 tháng, ok, hoặc hơn 1 năm một xíu. Thì mình nghĩ là giá công ty nếu mà cao nhất có thể đạt được đó là hơn 600 đô, như các bạn thấy ở đây là hơn 600 đô công ty đã đạt được. 300 lên 600 thì các bạn đã được 50% cho tài khoản đầu tư rồi, ok phải không ạ? Rồi cái trường hợp xấu nhất xảy ra thì công ty có thể đạt được là 200 đô một cổ phiếu trong 12 tháng. Cá nhân mình thấy thì cái xác suất đạt được này khá là thấp, tầm gọi là 20% thôi. Tuy nhiên tùy vào các bạn, tuy nhiên đây là cái quan điểm cá nhân của mình khi mà công ty đầu tư cộng với những cái contract cũng như cái expected là cái doanh thu công ty trong tương lai như vậy. Đó là cái phần mục tiêu của mình với giá công ty khi mình mua công ty này. Còn trung bình mà nói hay more conservative thì mình nghĩ là công ty có thể dao động được tại giá như bạn thấy ở đây là từ 390 cho tới 310 đô một cổ phiếu và cao nhất là 600. Mình thì mình mong đợi tầm hơn 500 là mình có thể cut profit rồi, nhưng tuy nhiên đó là tùy thuộc vào các bạn, ok. Với cái công ty thứ hai mà mình muốn nói mọi người có thể mua ở đây đó chính là công ty Palantir. Thì như các bạn thấy ở trên cái phần trang chủ của công ty ở đây, và mình muốn cũng như vậy thôi, mình sẽ nói với mọi người cái lý do vì sao mình mua công ty. Thì cái lý do thứ nhất mà mình mua công ty này đó là công ty này có sự chống lưng của chính phủ Mỹ. Vì sao mình nói như vậy ạ? Tại vì theo những cái bản tin mới nhất gần đây và theo những cái contract gần đây nhất mà công ty đạt được, đó là trong bản cáo bạch của mình thì Palantir có tuyên bố là công ty sẽ trở thành hệ điều hành mặc định cho dữ liệu chính phủ của Mỹ. Nền tảng mà trở thành đó tên là Gotham. Thì nền tảng Gotham của công ty này thì sau này sẽ được chủ yếu phục vụ cho khách hàng của chính phủ. Và do vậy điều này sẽ giúp quân đội Mỹ, FBI, CIA hoặc các cơ quan chính phủ khác của Mỹ có một dữ liệu thông tin tới tội phạm cũng như những dữ liệu liên quan đến đời sống một cách chính xác và cập nhật hơn. Doanh thu của Palantir từ khách hàng chính phủ cũng tăng 73% so với cùng kỳ năm ngoái, lên thành 420,3 triệu đô hay còn tính là 55% so với doanh thu cao nhất của công ty trong 9 tháng của năm tại năm 2020. Trong quý 3 năm 2021 thì công ty này cũng mới ký được hợp đồng AI mới với quân đội Mỹ, và điều này cũng giúp củng cố thu nhập của công ty một cách ổn định hơn. Cá nhân mình cảm thấy ở bất kỳ một đất nước nào, đặc biệt nếu mà có một sự hợp tác thì contract với bên quân đội hơn là bên lực lượng khác của nhà nước, thì mình thấy đây là một khoản chi cũng như một hợp đồng cũng như một khách hàng cực kỳ trung thành và có một nguồn lợi nhuận cực kỳ ổn định cho bất kỳ một công ty nào mà đạt được cái thỏa thuận này. Và hơn thế nữa thì vào cái tháng 1 năm 2021 vừa rồi thì quân đội Mỹ cũng đã thuê công ty hiện đại hóa lại trạm lưu giữ thông tin cơ sở của quân đội. Bởi vậy mà bản hợp đồng này đã tăng cái giá trị của lợi nhuận của công ty lên thành 250 triệu đô trong 3 năm tới. Thì đó là cái kỳ vọng của giới tài chính cũng như cái kỳ vọng mà thông qua cái bản hợp đồng mà Palantir hợp tác được với quân đội Mỹ. Rồi thì cái thứ hai mà mình muốn đưa tới mọi người ở đây đó là AI đang mở rộng cực kỳ mạnh và đang phát triển cực kỳ cao, và điều này đã giúp như một cái đòn bẩy giúp Palantir phát triển một cách tốt hơn trong tương lai. Thì theo một số cái nghiên cứu ở đây thì thị trường AI toàn cầu vẫn có thể phát triển với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 42,2% từ năm 2020 đến năm 2027. Đây là một con số cực kỳ lớn và một thị trường cực kỳ lớn để mọi người có tiếp tục khai thác.
Và sau này chẳng hạn như AI làm việc rất nhiều mọi thứ trong live, như mọi người thấy khi mọi người điền form, khi mọi người đi xe ô tô có cảm biến, hay khi mọi người tìm bất kỳ một công cụ nào trên mạng mà lập tức một vài giây sau hay một ngày sau hay một vài giây sau tự chức có những quảng cáo gửi tới ngay tới địa chỉ email của các bạn, thì toàn bộ liên quan đến AI hay những cái việc trả lời điện thoại tự động thì AI cũng làm. Đó là cái tương lai của nó. Đó là lý do vì sao những công ty liên quan đến công nghệ, những công ty liên quan đến cơ sở dữ liệu này sẽ phát triển cực kỳ mạnh trong tương lai. Do vậy mà mình thấy là thông qua các cái bản hợp đồng với quân đội Mỹ cũng như các cái thế mạnh của Palantir hiện có, thì điều đó có thể giúp tăng trưởng doanh thu của công ty từ 1 tỷ đô lên đến 2 tỷ đô trong nhiều thập kỷ tới. Đó thì là quan điểm của mình, cũng như là khi mà mình làm nghiên cứu về công ty thì mình sẽ thấy là như vậy. Và mình nghĩ rằng vì lý do đó nên nó giúp công ty có thể có mức tăng trưởng cực kỳ cao. Và ngay sau cái video này thì mình cũng có một cái video làm thế nào mà định giá công ty mà giá thấp hay giá cao, thì mình sẽ có nhiều công thức. Nhưng cái công thức đầu tiên mình muốn đưa cho mọi người là earning per share, để khi mọi người đánh giá thì mọi người hiểu được giá thấp hay cao, thì điều đó sẽ tùy thuộc vào việc doanh thu công ty trong quá khứ cũng như doanh thu của công ty trong tương lai. Ok, bây giờ thì mình sẽ được làm như cái công ty đầu tiên. Mình sẽ đưa cho mọi người xem cái biểu đồ tài chính mình sẽ thể hiện ở trên Finance Lafu, để mọi người có một cái nhìn rõ hơn về cái giá cũng như cái quan điểm của mình. Có thể trong vòng 12 tháng hoặc thậm chí là nhiều hơn thì giá công ty khả năng là nó sẽ đạt được bao nhiêu, hoặc thấp nhất là nó sẽ đạt được bao nhiêu. Thì tiếp theo, như các bạn nhìn thấy ở trên màn hình, đó chính là Palantir. Thì với cái quan điểm cá nhân của mình thì trong cũng như như mình nói, thì trong vòng 12 tháng hoặc khi hơn 1 năm thì cái mong đợi của mình ấy, thì có thể trong đợt tới giá công ty có thể xuống thấp nhất dao động vào khoảng từ 11 đô rồi tới tầm 13 đô, mình nghĩ là có thể chạm tới nếu nó break được tại thời điểm giá mà 18, 19 đô này. Còn nếu mà nó vẫn giữ được tại điểm giá này thì mình nghĩ là trong 12 tháng tới cổ phiếu của công ty này có thể lên tới tầm 39 cho tới 40, 43 đô. Thì đó là quan điểm cá nhân của mình, và đó là lý do vì sao khi mình nhìn cái lợi nhuận của công ty và mình nhìn cái lịch sử công ty đang giao dịch như này, và đó là lý do sao mình muốn tin tưởng mua cái công ty này nó là như vậy. Cái công ty cuối cùng mà mình muốn giới thiệu cho mọi người mua ở đây đó chính là công ty Delta Airlines của Mỹ. Lý do vì sao rất nhiều bạn hỏi mình tại sao mua Air Canada, mua United Airlines của Mỹ, thì thật sự mà nói mình rất ít khi đầu tư vào thị trường chứng khoán là Canada, do cái số liệu thống kê ít, nhiều lúc những công ty mà nó còn phát triển dài thì số liệu nhiều lúc nó không ổn định hoặc là nó không có đủ thông tin. Và một phần nữa là mình không có thích đầu tư các công ty penny hay đầu tư những cái công ty nào mà không có đủ báo cáo tài chính ít nhất trong vòng từ 10 năm. Do vậy, tại vì mình hơi conservative một xíu, nên là đó là cái quan điểm cá nhân của mình. Còn khi tới thị trường Mỹ thì tại sao một số bạn hỏi mình tại sao không mua United Airlines, đó là công ty hãng hàng không của Mỹ giống như hãng hàng không Vietnam Airlines của Việt Nam, hay tại sao không mua American Airlines thì giá nó rẻ hơn mà tốc độ tăng trưởng nó cũng vậy. Điều này hoàn toàn sai, và nó cũng tùy thuộc, nhưng trên thực tế thì Delta Airlines ở Mỹ là một trong hãng hàng không lớn nhất ở Mỹ và có sức tăng trưởng cực kỳ mạnh trong quá khứ cũng như trong tương lai, và thậm chí vượt bậc của United Airlines. Delta Airlines cũng có sự chống lưng của chính phủ Mỹ, tuy nhiên United Airlines thì có sự chống lưng mạnh mẽ hơn. Và lý do vì sao mình có thể khẳng định mạnh mẽ, và mình thật sự mình ai hỏi mình cũng muốn mua Delta, vì thật sự mình đã thử xong một cái case form liên quan đến hãng hàng không nhưng ở Mỹ và Trung Quốc, và mình có cuộc thi case form năm ngoái và team của mình là phải nghỉ, và team mình đã thuyết trình cực kỳ đúng với quan điểm vì sao những hãng hàng không nào nên mua ở Mỹ, hãng hàng không nào không nên mua hay đang trong quá trình hồi phục. Thì trong cái video này thì mình sẽ đưa cho mọi người xem luôn cái PowerPoint mà mình đã sử dụng, và thông qua đó mình có thể phân tích các chỉ số của công ty để cho các bạn thấy vì sao công ty này khác với hai công ty mình đề cập trước là Roku và Palantir, thì đó là công ty trong tương lai và phát triển nó trong tương lai. Thì Delta hay United Airlines trong đợt dịch vừa rồi thì giá cổ phiếu bị giảm cực kỳ mạnh do ảnh hưởng của dịch Covid, và đợt tới nếu như vaccine mà được tiêm thành công, mọi thứ mở lại bình thường, thì mình chắc chắn rằng cái ngành du lịch sẽ thật sự bom lên một cách cực kỳ mạnh. Thì các bạn thử tưởng tượng mà xem, các bạn có tiền nhưng các bạn ở nhà cực lâu, các bạn rất muốn đi du lịch, hoặc một số người muốn du lịch từ thành phố này, thành phố khác, đất nước này qua thành phố hay đất nước khác để xử lý các công việc kinh doanh, rất nhiều việc cần phải làm. Do vậy mình tin rằng Delta Airlines hay cũng được, United Airlines cũng ok, American Airlines cũng ok, hay một số cái công ty du lịch khác cũng ok. Cá nhân mình thì mình sẽ chọn Delta Airlines nếu mình phải chọn một trong ba cái công ty đó ở bên Mỹ. Và mình nghĩ rằng Delta Airlines có sức
nó đang trong cái đà hồi phục cực kỳ mạnh, và một số bạn mua theo ý kiến của mình từ tháng 12 năm ngoái. Thì ai các bạn coi thì nhớ lại, đó là lúc đó công ty chỉ có 30 mấy đồng, và nhiều lúc nó xuống 20 mấy đồng các bạn rất lo, nhưng giá ngày hôm nay sao ạ? Ok, các bạn không cần cảm ơn vì đó các bạn đã làm homework và các bạn chỉ hỏi mình, đó chỉ là lời khuyên tư vấn của mình thôi. Thì còn thời điểm này sao ạ? Mình nghĩ vẫn là thời điểm hợp lý các bạn phải mua công ty Delta. Ok, thì như các bạn có thể nhìn thấy trong cái phần phân tích ở đây của mình, cái thứ nhất là khi mình kiểm tra cost of equity của công ty, với bạn nào chưa biết thì có thể đọc cái phần trên phần Google nha. Thì như các bạn thấy ở trong đây thì là Delta Airlines có cái cost of equity thấp nhất trong ngành. Bỏ qua phần Air China và Cathay, tại vì đợt đó mình phải làm thêm cái nghiên cứu liên quan đến hãng hàng không ở phía bên Trung Quốc để có một cái nhìn tổng thể hơn. Thì tập trung duy nhất ở trong thị trường Mỹ thôi, thì chúng ta nhìn thấy là American, United và Delta. Thì cost of equity, chi phí của công ty mà khi mà maintain những equity của công ty cực kỳ nhỏ. Điều này cho thấy là công ty xử lý rất tốt về chi phí cost, điều nó mang lại cực kỳ tốt cho công ty. Rồi, cái tiếp theo mọi người có thể nhìn thấy ở đây đó chính là cost of debt. Again, nếu các bạn không rõ phần này thì mình có thể làm một cái video khác giải trình một cách cụ thể những cái cost of debt, cost of equity, return on capital, return on equity là gì. Còn trong giới hạn video ngày hôm nay và cũng thời hạn cho phép thì mình sẽ đi luôn một thực tế, còn bạn nào chưa biết thì có thể Google thêm nha. Rồi, thì với cost of debt thì các bạn thấy ở đây Delta một lần nữa vẫn lại ghi bảng lần thứ hai, tỷ số 20, 1.95%, đây là con số cực kỳ nhỏ. Và cái điều này khi trong giới tài chính thì được coi là khi các bạn search là credit ranking của các công ty hãng không bên Mỹ thì Delta được giải triple A, và chỉ vì dịch vừa từ rồi nó giảm xuống còn B cộng. Nhưng lý do vì sao nó giống như credit score các bạn dùng hàng ngày, các bạn dùng thẻ Visa và các bạn có trả nợ đúng hạn không, thì các hãng hàng không hay tất cả các công ty nhìn chung trên thị trường cũng có một cái gọi credit ranking. Thì các bạn có thể search với Moody hoặc là S&P 500 để xem là có đánh giá như nào. Tuy nhiên ở trong phần này thì Delta đang có một con số cực kỳ ấn tượng và cực kỳ tốt về việc trị, về việc quản lý các nợ, và điều này cho phép Delta có thể mượn được thêm nợ để phát triển công ty hay finance hay mua những dự án mới trong tương lai một cách tốt hơn. Rồi tiếp tới là Standard Cost of Capital là WACC. Thì như các bạn thấy ở đây, một lần thứ 3 nữa Delta lại tiếp tục ghi bàn vì chỉ có 6.05% của công ty thôi. Điều này cực kỳ đẹp. Đó là lý do vì sao nhìn ba cái đầu tiên như các bạn thấy ở đây, Cost of Equity, Cost of Debt và Standard Cost of Capital, ba cái này khi mà mình nhìn thấy chi phí của công ty, các cái nợ của công ty, những cái liên quan đến Operation Service hàng ngày của công ty, những cái maintain công ty các hoạt động hàng ngày, mình rất thích nhìn cái này vì mình có thể biết hiểu là công ty quản lý một cách tốt như nào. Và chính vì như vậy khi các bạn nhìn biểu đồ tài chính lát nữa mình cho các bạn xem, Delta có sự phát triển cực kỳ ổn định. Rồi thì đây là Return on Investment Analysis. Thì như các bạn thấy ở đây, mặc dù American Airlines thì có là negative return on equity, thì mình sẽ giải thích ở các video sau nếu các bạn muốn. Nhưng tuy nhiên như các bạn nhìn thấy ở đây thì có thể thấy là return on equity để Delta có chỉ số cao nhất ở đây, cao hơn cả United Airlines như các bạn thấy. Tuy nhiên khi mà quay sang phần return on capital thì Delta thì con số nhỏ hơn United Airlines. Tuy nhiên khi mà đầu tư thì mình quan tâm vào việc return on equity nhiều hơn để có thể biết là cái việc mình làm chủ công ty như vậy thì có thể vốn được tỷ lệ mình được trả lại tiền lãi bao nhiêu cho công ty, tỷ lệ mà khi mình sở hữu công ty đang có những tài sản như vậy thì những cái tài sản như vậy mang lại được lợi nhuận gì cho công ty. Do vậy 24.81% là con số mình có thể chấp nhận được với Delta so với các công ty khác. 1.83% và 1.18% ở đây thì cứ cho United Airlines thắng Delta, thì có thể ở tại thời điểm này thì tỷ số ở 3-1, tuy nhiên Delta vẫn có 3 và United Airlines chỉ có 1. Rồi thì tiếp tới đó là dividend payout. Rồi thì như các bạn biết là một công ty chỉ có thể phát triển, chỉ có thể pay out dividend nếu công ty đó có lợi nhuận và công ty đó phát triển một cách cực kỳ ổn định. Còn nếu công ty không sinh lợi nhuận thì dividend công ty chắc chắn sẽ không pay out cho tất cả shareholder. Như nhìn thấy ở đây, United Airlines không có một xíu gì cả. Và đây là một cái thực sự mình không thích một tí nào khi mình đầu tư một công ty. Mình chỉ đầu tư công ty không pay out dividend với điều kiện đó công ty công nghệ, hoặc công ty đang đốt tiền để phát triển trong tương lai. Còn những công ty mà có sự ổn định trong quá khứ như này á, thì mình không đồng ý một tí nào đối với United Airlines cũng như là Delta Airlines hay là American Airlines một tí nào cả. Rồi thì tiếp theo ok, các bạn có thể nhìn thấy là Air China ở đây là 96.4%,
Air China có một sự hỗ trợ cực kỳ mạnh của chính phủ Trung Quốc đằng sau lưng. Bạn nào mà hứng thú thì mình có thể làm một cái video khác liên quan đến industry này. Tuy nhiên là ok, các bạn nhìn thấy gọi là tham khảo thôi. Ok, rồi. Thì đó chính là năm cái mà khi mình để ý. Thứ nhất, nợ công ty quản lý cực tốt, chi phí quản lý cực tốt, dividend payout thể hiện là công ty có doanh thu cực kỳ tốt và trả lãi cực kỳ đều. Nó giống như việc ai đó, bạn cho ai đó vay tiền và người đó trả nợ bạn đều hàng tháng, chứ không có kiểu trả nợ tháng này rồi tháng sau quỵt không trả, hoặc quên không trả, hoặc tháng sau không có tiền không đủ trả. Đó là lý do vì sao mình thích cái Delta Airlines. Thì ok rồi, thì bây giờ mình sẽ đưa mọi người sang cái phần phân tích biểu đồ của công ty Delta Airlines, và cũng cho mọi người cái suy nghĩ cá nhân của mình. Có thể thấy là trong vòng 12 tháng tới thì giá của công ty có thể đạt được bao nhiêu và thấp nhất là có thể chạm được là bao nhiêu nha. Ok, thì như các bạn có thể nhìn thấy tiếp theo ở trong cái phần màn hình mà mình miêu tả ở đây, thì với Delta thì mình nghĩ lý do vì sao mình đặt cái ô tham nhiều hơn 52 tuần đó là thời điểm mình nghĩ có thể mình carry được là từ 67 đô. Mình nghĩ là nó có thể lên từ 67 đô cho tới 70 đô. Lý do vì sao như mình nói vừa rồi đó, tại vì cái nhu cầu đi lại nó pump lên cực kỳ nhiều so với lịch sử trong quá khứ, và lâu lắm rồi thế giới mới có một đợt đại dịch như này. Do vậy đó lý do vì sao mình nhu cầu lên cực kỳ cao, và điều này sẽ đẩy giá Delta lên cái ngưỡng ở tầm 70 đô. Và nếu mà từ giờ đến cuối năm khả năng cao thì Delta vẫn có thể hồi phục lại, nhưng mình nghĩ khả năng cao thì nó sẽ rơi vào cái khoảng giá 0,51, và mình nghĩ khả năng cao lên tầm 57 đô cho tới 59 đô với công ty Delta. Best nhất trường hợp đó là nó có thể xuống được tầm 33 đô, nhưng thực sự điều này cực khó xảy ra, trừ khi chẳng hạn như cái dịch từ bên Ấn Độ nó tràn sang và thực sự thế giới hết vaccine và sự tất cả đóng cửa lại từ đầu. Còn nếu mà mọi thứ vẫn tiết ra cực kỳ tốt như này thì đó là lý do vì sao mà cái mục tiêu với cái giá Delta mình mua ở vậy, và tiếp tục mua vào thêm để có thể củng cố thêm cái phần danh mục của mình. Rồi thì khi mà nhìn tới đây thì như các bạn thấy, như thế hồi đầu năm 2020 hồi đầu tháng 1 là từ cái rồi thì như các bạn thấy ở đây, cái hồi mà tháng 12 khi mà giá tại 31 hay giá tại 42, nhiều người hỏi ô bây giờ cao quá rồi sao mua được, mua thế mua hồi tháng 6 23 là 43 mua sao được, đúng không ạ? Một số bạn tin mình đã mua, một số bạn không mua. Tuy nhiên câu trả lời của mình ngày hôm nay đó chính là Delta đang giao dịch tại điểm cao ngưỡng nhất ở đây là 50 đô, và hiện bây giờ đang ở giao dịch 46 đô và trong quá trình phục hồi. Thì đó là lý do vì sao mình rất thích chọn Delta, vì cái khả năng phục hồi của nó cực kỳ tốt. Tuy nhiên thì mình không hề thích United Airlines tí nào do cái khả năng. Ok, thì để có minh họa thì mình có thể để cái biểu đồ này của mọi người có thể nhìn một cách rõ hơn về cái ý của mình nói về sau. Mình thích Delta hơn khi mình nhìn biểu đồ các tài chính. Thì đây chính là Delta, như các bạn nhìn thấy nó đi một cách thật đều, pump lên cực kỳ cao rồi đi đều, pump xuống do dịch, ai biết đợt này, nhưng mà pump lên cực kỳ cao. Tuy nhiên nếu mà các bạn so cái này sang đối với công ty United Airlines, rồi thì như các bạn có thể nhìn thấy ở trong cái phần biểu đồ ở đây, thì trong một quá trình dài từ năm 2009 đến 2012, đây là cái lần mà thế giới bị khủng hoảng kinh tế thế giới, được chưa? Delta vút lên cực kỳ nhanh, từ sau đó phát triển cực kỳ mạnh, nó không có nhiều cái điểm choppy cực kỳ nhiều. Khi các bạn nhìn thấy ở đây là phần đầu dịch nó phải xuống cực kỳ thấp, nhưng bây giờ nó đang recovery cực kỳ nhanh. Tuy nhiên khi mà nhìn sang United Airlines sao ạ? Nó phát triển thấp hơn của Delta Airlines rất là nhiều, choppy như các bạn nhìn thấy ở đây cực kỳ nhiều, đỉnh núi cực kỳ nhiều. Nó không có một sự phát triển đều ổn định, và điều này cực kỳ không tốt với những ai mà có ý định đầu tư long term và những ai mới đầu tư và bị yếu tim. Ok, thì đó khi các bạn nhìn đây là chính là United Airlines là như này. Đây nó cũng xuống vào đầu dịch thì nó bắt đầu lại lên, nhưng rất nhiều điểm hố. Đây không có nhiều điểm hố thế nào cả, rất đẹp. Vì đó chính là lý do vì sao mà mình chọn muốn mọi người chọn Delta Airlines, chính là như vậy. Thì vừa rồi là ba cái công ty mà mình sẽ theo dõi trong tuần sau để tiếp tục xem như nào. Một số bạn có thể nhắn tin bảo mình mua AMC OND. Cá nhân mà mình thì mình sẽ không bình luận trong video này, nhưng nếu các bạn muốn thì có thể inbox cho mình về cái target, cái mục tiêu mình như AMC phải đạt được là gì, hoặc cái thấp nhất đạt được là gì. Hôm thứ 6 rồi mình đoán khá là chuẩn, chênh lệch của ô đó tầm 5-10%, và nó trong khoảng bền mình không lo nhiều. Ok, rồi thì đó chính là ba cái cổ phiếu mà mình muốn giới thiệu cho mọi người, và mình
sẽ quan sát trong tuần tới và mình mua thêm hoặc mua mới cho cái danh mục đầu tư của mình nó thêm phong phú. Không ai muốn bỏ trứng vào một giỏ cả, và đó cũng là quan điểm đầu tư của mình khi đầu tư. Mình không muốn mua penny hoặc là mình cũng không muốn mua chip công ty nếu mà không có sức tăng trưởng cực kỳ tốt. Cá nhân mình thì thà mua công ty giá cao một chút, nhưng đó là giá thực công ty và công ty phát triển, còn hơn là mua công ty giá rẻ nhưng công ty nó bèo, nó không có sức phát triển cực kỳ lớn trong tương lai. Ok, thì hy vọng các bạn xem video này cảm thấy hữu ích. Nên lưu ý rằng các bạn nên tự làm bài tập của mình khi mua cổ phiếu, và đây chỉ là cái quan điểm cá nhân và đây là cái phần cá nhân mình đầu tư thôi. Cho nên các bạn mua hay không chuyện tình chủ các bạn, sẽ không, các bạn không nên nghe toàn bộ những gì mình nói trong video này vì nó chỉ mang tính giải trí. Rồi, nếu xem tới đây các bạn thấy hay thì đừng quên bấm đăng ký cũng như là like và bình luận cho video của mình nha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.